Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022. Chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, dự lễ công bố có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt. Kết quả triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh thành phố tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, toàn bộ các tổ chức doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51 của Chính phủ đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với 57 tỉnh thành phố triển khai giai đoạn 2, Tổng cục Thuế đã đặt ra lộ trình đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2022 phải hoàn thành tối thiểu 50%, đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 phải hoàn thành 70% và đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 132 của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực của ngành thuế đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc chuyển đổi số hóa, mà cụ thể là đẩy mạnh triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giai đoạn 1, hướng đến triển khai giai đoạn 2. Một là chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Chúng ta phải khẳng định cái xu thế này. Đảng, nhà nước rất coi trọng chuyển đổi số và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề cập rất sâu trọng về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và trong các đột phá chiến lược. Thứ hai là thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã thực hiện khá đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế luôn trong số những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số. Thì, Chính phủ qua các thời kỳ đều rất quan tâm cái việc này. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này. Vì vậy cho nên là các đồng chí cũng rất tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện. Triển khai thành công hóa đơn điện tử nhằm góp phần mang lại lợi ích cho tổ chức cá nhân kinh doanh, nhà nước và xã hội, cắt giảm chi phí cho tổ chức cá nhân kinh doanh, khắc phục rủi ro khi sử dụng hóa đơn giấy, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức cá nhân kinh doanh, ngăn chặn làm giả hóa đơn, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, như đã thông tin, đến hết ngày 30 tháng 6 tới đây, Cà Mau sẽ hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123 của Chính phủ. Đây là mục tiêu của tỉnh Cà Mau nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp này đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2019, theo thông tư 32 năm 2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Hiện đơn vị đang phối hợp cùng nhà mạng cung cấp dịch vụ để chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 78 năm 2021 của Bộ Tài chính. Nói chung là ngành thuế cũng có những cái thông báo, công văn gửi đến đơn vị yêu cầu thực hiện theo cái thông tư 78 đó. Đó thì đơn vị ở đây cũng đã thực hiện theo một cái thông tư 78. Thì trong quá trình sử dụng thì thấy này nó tiện lợi, nó bảo mật hơn cái kia nữa. Bởi vì trước khi mình gửi cho khách hàng là mình gửi cho cơ quan thuế để lấy cái mã của cơ quan thuế. Thành ra cái đó là rất bảo mật luôn, không có sợ. Sau khi lấy được mã của cơ quan thuế xong mình sẽ chuyển cho khách hàng. Rồi khách hàng nó cũng an tâm nữa, thấy có mã của cơ quan thuế thì quá yên tâm rồi. Thông tư 78 năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ có thêm nhiều tiện ích đối với doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến là tính bảo mật cao, dữ liệu hóa đơn điện tử được đồng bộ lên cơ quan thuế ngay trong ngày xuất và gửi hóa đơn cho người mua. Mẫu hóa đơn cho các đơn vị khởi tạo và chỉ là bản thể hiện của hóa đơn điện tử, so với thông tư 32 là phải bắt buộc đăng ký mẫu hóa đơn khi đăng ký thông báo phát hành.
Hiện tỉnh Cà Mau cũng đã có kế hoạch cụ thể hóa các công việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78. Trong đó, Viettel Cà Mau là một trong những nhà mạng đóng vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ. Đến nay thì có hơn 1.400 doanh nghiệp đang tin tưởng sử dụng dịch vụ hóa đơn tử của Viettel. Thì trong quá trình triển khai thì cũng rất là thuận lợi thôi. Thì các doanh nghiệp cũng rất đón nhận cái dịch vụ này. Tại vì cái doanh nghiệp này là cái dịch vụ hóa đơn tử này nó giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm hơn 90% chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy. Thì giúp cho doanh nghiệp là giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc là các cái thủ tục hành chính, cũng như là thuận tiện trong cái việc là hạch toán kế toán, truy xuất báo cáo, tìm kiếm đối chiếu, và luôn luôn các doanh nghiệp có thể là quản lý cái hóa đơn này online mọi lúc mọi nơi, cho nên rất là các thuận lợi cho các doanh nghiệp. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Cà Mau thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong đó, Cục Thuế là cơ quan thường trực phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh có liên quan đến Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo thông tư 78 trong thời gian sớm nhất. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh mới thành lập từ tháng 4 năm 2022 thì thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư 78 từ khi mới thành lập. Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã đến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trường tiểu học Hùng Dương và trường tiểu học Nguyễn Tạo, thành phố Cà Mau. Tại các điểm tiêm vaccine, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đánh giá cao tinh thần khẩn trương và công tác chuẩn bị chu đáo kịp thời của các y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Các điểm tiêm đã thực hiện đúng theo quy định chuyên môn và các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, thuốc, nhân lực, sẵn sàng xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm, đồng thời thăm hỏi động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho học sinh trước khi vào bàn tiêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đề nghị địa phương cần quan tâm chỉ đạo, quy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng y tế để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả. Theo như kế hoạch, từ hôm nay, trẻ từ 5 tuổi đến 11 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đợt đầu tiên, học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành tiêm trước. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau trong ngày đầu diễn ra chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ thuộc đối tượng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trong đợt tiêm này, trường tiểu học Hùng Dương, phường 5, thành phố Cà Mau có 170 học sinh khối lớp 5 được tiêm chủng. 30 học sinh còn lại phải trì hoãn lịch tiêm do bị F0 hoặc khỏi bệnh chưa sau 3 tháng. Theo đó, nhà trường đã bố trí điểm tiêm thông thoáng, bảo đảm giãn cách an toàn cho phụ huynh học sinh, từ khâu khám sàng lọc, bố trí bàn tiêm và phòng theo dõi sau tiêm. Về phía các bậc phụ huynh cũng phấn khởi đưa con em đến tiêm chủng. Lo lắng thì cũng có lo lắng, nhưng mà mình cũng an tâm là về sự nghiên cứu của ngành y tế là sự an toàn cho bé, nên mình cũng cho bé tiêm. Sau tiêm thì mình vẫn có thể là cho uống 3 ga sủi đều được. Rồi mình cho theo dõi ở trường 30 phút rồi mình mới đi về. Nghe tiêm thì sáng cũng náo nó cũng thức sớm để cho cháu nó được tiêm, nhưng mà cũng hơi hồi hộp. Lo lắng thì mình cũng có lo lắng. Tại vì lần đầu cháu nó tiêm á, không biết có cái ảnh hưởng phụ nào cho cháu hay không. Sau khi mà nhà trường thông báo đến các lớp, rồi giáo viên thông báo đến phụ huynh học sinh cho học sinh khối 5 là tiêm trong sáng hôm nay á, thì sáng nay thì phụ huynh cũng đã đưa các em đến trường tiêm với cái tỷ lệ rất là cao, vì phụ huynh là đa số là phụ huynh là đồng thuận. Đối với các lớp còn lại thì nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt là lập danh sách, rồi đã thông báo trước cái kế hoạch chung của tỉnh, của ngành để giáo viên và phụ huynh học sinh nắm. Và khi nào có thông báo cụ thể thì sẽ cho các em tiêm. Qua thống kê, toàn tỉnh có hơn 147.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đang sinh sống và học tập, nằm trong diện tiêm vaccine phòng COVID-19.
Trong đợt đầu tiên sẽ tiêm 11.500 liều vaccine cho tất cả học sinh lớp 5 trên địa bàn tỉnh. Đợt tiêm này kéo dài từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 4 năm 2022. Đợt tiếp theo từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022 cho những học sinh lớp 5 còn lại và học sinh lớp 4 với khoảng 16.400 liều vaccine. Những độ tuổi còn lại sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng theo kế hoạch khi được phân bổ vaccine. Trước khi những cái ngày tiêm á, thì trường đã kết hợp chặt chẽ với chỗ trạm y tế phường 2. Thì các anh em cũng xuống đây hướng dẫn cho từng cái giai đoạn để mà đảm bảo an toàn cho cái tiêm ngừa cho các em trong đợt này. Thì nhà trường đã lọc ra tất cả là 99 em là đã mắc F0, chưa đủ là thời gian là 3 tháng, do đó là để lại tiêm đợt 2. Còn trong cái đợt này là đủ để các em điều kiện các em tiêm ngừa là 120 em. Thì về phía phụ huynh thì cái tâm lý phụ huynh rất là đồng tình. Sáng nay từ sáng sớm là phụ huynh đã đưa con em đến đây và ngồi chờ đợi để mà theo dõi các em trong các quá trình tiêm. Chúng ta phải lập danh sách và sau đó là huấn luyện cho cái đội ngũ là cán bộ chuyên môn á, chúng ta có những cái buổi tập huấn chuyên môn là quy định về cái quy trình kỹ thuật tiêm chủng cũng như là cái sàng lọc trước khi tiêm, rồi xử lý những vấn đề là phản ứng là tiêm chủng, sau tiêm chủng, phản ứng là sau tiêm chủng và theo dõi sau tiêm chủng. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng bố trí các theo cái đó thì chúng tôi bố trí các cái lực lượng để đảm bảo là trong các cái quy trình kỹ thuật mà đảm bảo, và đặc biệt là trong quá trình mà nếu có xảy ra những cái mà phản ứng sau tiêm chủng thì chúng ta có cái lực lượng để đáp ứng kịp thời. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, sau khi tiêm trẻ cần phải được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút, sau đó theo dõi 24/24 giờ trong vòng 3 ngày. Các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ cần lưu ý trước khi đưa trẻ đi tiêm, phải theo dõi sức khỏe của trẻ những ngày trước đó. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường hoặc viêm đường hô hấp thì hãy chăm sóc, đến khi trẻ khỏe mạnh thì mới đưa trẻ đi tiêm. Đặc biệt, nếu trẻ nghi ngờ mắc COVID-19 thì không nên tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần chia sẻ các thông tin tiền sử bệnh lý của trẻ cho cán bộ y tế như dị ứng, bệnh nền mãn tính để có những hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ. Sáng nay, Cục Kiểm lâm Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Cà Mau tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chuỗi cung ứng gỗ theo quy định tại Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, gọi tắt là Hiệp định VPA-FLEGT và Nghị định số 102 của Chính phủ về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 40 công chức viên chức Kiểm lâm Cà Mau cùng với cán bộ hải quan tỉnh Cà Mau cùng tham dự lớp tập huấn này. Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ có cái nhìn tổng quan về thương mại gỗ trên thế giới và ở Việt Nam, nắm bắt một số vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định bảo đảm gỗ hợp pháp theo Hiệp định VPA-FLEGT và Nghị định 102 của Chính phủ, nắm rõ quy định pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, trung chuyển, kiểm tra xác định xuất xứ và quản lý rủi ro trong quản lý mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ sản xuất, nhập khẩu. Biết được cách lấy mẫu, sử dụng một số thiết bị đơn giản thực hiện nhận dạng gỗ, nhận biết được một số loại gỗ thường nhập khẩu. Đây là những kiến thức cơ bản giúp cho cán bộ kiểm lâm và hải quan ở địa phương nắm và vận dụng những văn bản có liên quan đến quản lý gỗ hợp pháp, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp tại địa phương. Với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới, thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau đã ra quân kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người kinh doanh mua bán nông sản thực phẩm về an toàn thực phẩm. Trong đợt ra quân, đoàn kiểm tra liên ngành đã test nhanh tại chỗ một số loại nông sản thực phẩm để kiểm tra về dư lượng thuốc trừ sâu, chất bảo quản, hàng the, chất tẩy trắng. Qua test nhanh đã phát hiện một số sản phẩm như dưa bồn bồn có nguồn gốc từ Sóc Trăng, dưa ngó sen có sử dụng chất tẩy trắng. Đây là chất phụ gia có hại cho sức khỏe con người. Đoàn kiểm tra đã tịch thu các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng, bàn giao cho ban quản lý chợ xử lý, đồng thời nhắc nhở các tiểu thương khi nhập hàng hóa cần quan tâm chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng để người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng.
chị sẽ khắc phục, tại vì chị không có biết là nó trong đó nó có cái chất như vậy. Nếu mà chị biết cái chất như vậy là chị khắc phục liền. Bông bầu nó sóc chăng hết. Ủa sóc chăng cơ, ngó sang cũng sóc chăng ra luôn. Chị không mua hàng nữa đâu, tại vì từ nay trở lên là chị sẽ đảm bảo cái việc mà chị không bao giờ chị mua hàng đó nữa. Tại vì trong cái vệ sinh an toàn thực phẩm mà mình bán hàng không chất lượng, cái uy tín của mình nó mất lắm, nó mất uy tín và nó mất thị trường. Cho nên là đây sắp tới khách hàng có chuộng giá nới đi nữa, chị cũng lên khuyên khách hàng lên ăn cái giá hơi cao một tí xíu để nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bản thân mình và cho nhà mình đó. Nhiệt tình cảm ơn cô, cảm ơn nhiều lắm, rút kinh nghiệm làm không bỏ tẩy, bán nhưng mà làm không bỏ tẩy. Cùng với kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản tại các chợ và cơ sở kinh doanh, các đoàn kiểm tra liên ngành còn thông tin tuyên truyền cho người sản xuất kinh doanh về những tác hại của việc sử dụng hóa chất, phụ gia không được phép sử dụng như chất tẩy trắng, hàng the, phọc mon. Thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và những quy định xử phạt khi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên quản lý chợ thì cũng không có những cái chức năng đó như những cái mẫu sản thử những sản phẩm đó thì nên cũng khó mà bắt thường phát hiện ra. Qua công tác này nhờ đội chức năng để phát hiện ra thì cũng là rất cảm ơn cái đội liên ngành hỗ trợ cho chợ cũng như hỗ trợ các tiểu thương phát hiện ra những cái đầu vào những sản phẩm đó nó không đạt thì mình phải kiếm cái nguồn đầu vào khác để mình buôn bán. Tháng an toàn dân thực phẩm này thì mình tăng cường hơn trong công tác đó, không phải duy trì trong cái tháng an toàn không mà những tháng tiếp theo cho nó cái thực phẩm mình nó được đảm bảo hơn cho người dân nó mua sắm. Với mục đích đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng, tháng hành động về an toàn thực phẩm năm nay huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý, tổ chức chính trị xã hội, người sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm và sự giám sát của người tiêu dùng đối với các vấn đề về an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, chủ động phòng ngừa và hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Căn, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hiển cùng với bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức lễ truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi có thông tin về địa điểm và nơi chôn cất hai phần mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Tân Ân Tây, ban chỉ đạo 24 của huyện tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hai hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Căn. Đến nay, danh tính hai hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Lễ truy điệu và an táng hai liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Hiển đối với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu B, xã Hòa Tân. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau vận động Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ với tổng kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng. Công trình được xây dựng khang trang với hệ thống lớp học, sân trường, trang thiết bị phục vụ dạy và học đảm bảo. Công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương trong thời gian tới. Quý vị thân mến, lan tỏa tình yêu đối với sách đã trở thành hoạt động thường xuyên của Thư viện tỉnh Cà Mau trong nhiều năm qua. Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 năm nay, hãy cùng chúng tôi đến với hành trình gieo tình yêu với sách bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Đọc sách, yêu những thông điệp từ sách và lan tỏa những giá trị đẹp từ trong những câu chữ đã thành điểm nổi bật của hội thi thanh niên với văn hóa đọc do Thư viện tỉnh, Thành đoàn Cà Mau phối hợp duy trì. Năm nay, hội thi thu hút 18 đội tham gia. Mỗi đội một sắc màu, một sự đầu tư khác nhau, nhưng có điểm chung chính là tình yêu với văn hóa đọc. Bằng nhiều hình thức thể hiện, mỗi sứ giả chia sẻ về những quyển sách hay để lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Đánh thức khát vọng này nè, cũng có thể giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp như thế nào. Và qua đó em muốn nói với mọi các bạn một câu rằng á, ngày nay chúng ta còn phải sống của ước mơ và khát vọng. Để có thể thành công thì chúng ta còn phải yêu thương bản thân mình và hơn hết là phải biết quý trọng thời gian của mình. Cảm thấy là nó
về giá trị tinh thần thì nó rất là nhiều, nó như là một cái chìa khóa vạn năng để nó mở cửa cái lâu đài trí tuệ trong tâm hồn của mỗi chúng ta, và cũng như là một người thầy siêu việt để thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên, dạy cho chúng ta biết cống hiến, biết hy sinh giữa cái cuộc sống rất là bộn bề này. Hành trình của những xe lưu động đa phương tiện ánh sáng tri thức đã mang sách đến nhiều địa bàn nông thôn, phục vụ cho đa dạng độc giả ở nhiều độ tuổi với hàng trăm đầu sách được Thư viện tỉnh Cà Mau duy trì. Từ đầu năm đến nay, hơn 10 chuyến xe đã xuôi ngược các địa bàn tải tri thức về những điểm trường, những khu di tích, phục vụ hàng ngàn lượt độc giả. Ngoài sách, các em học sinh còn tham gia các trò chơi tập thể, đố vui kiến thức lịch sử, văn hóa địa phương từ những quyển sách các em đã đọc. Hành trình đã góp phần phát triển văn hóa đọc, giúp thiếu nhi học sinh ở các vùng nông thôn có cơ hội được tiếp cận với nhiều đầu sách hay, phù hợp lứa tuổi, lan tỏa tri thức và tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em. Con tham gia được hoạt động là đọc sách với hiểu về sự kiện lịch sử hơn. Đọc sách thì tốt hơn và hiểu về nhiều điều, vì trong cuốn sách có nhiều bài học cho mình và việc bổ ích. Các anh em đi thư viện rất là tâm huyết, thì cũng là tại địa phương của mình thì cũng là các em học sinh và phụ thầy cô giáo, phụ huynh là cũng là rất là đón nhận, cho nên là cái hoạt động của mình thì từ đó là cũng là thúc đẩy là phát triển là mạnh lên. Rồi những cái em học sinh mà đến với quyển sách, các em thích thú hăng say đọc sách cũng góp phần làm cái động lực để cho thư viện chúng cố gắng mà để thực hiện trong các chuyến đi. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 năm nay với chủ đề chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc tại Cà Mau, với nhiều hoạt động ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong cộng đồng. Để từ đó, những giá trị từ sách được lan tỏa, đọc sách cũng thành hoạt động thường xuyên hơn với mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.